Khởi động nhanh cửa đó mà không xin nhê luôn ta. Mà sao bên kia chạy ác mộng đố cam mà phép lẻ trời. Nghi vấn vãi ra luôn. Thế rồi thấy level 4 mấy là thấy nghi nghi rồi. Run này là nghi nghi rồi. Rồi mấy thằng chạy ra đầu tiên hết chắc luôn. Ai thằng. Thằng này hết chắc luôn. Phải đạn thiệt. Mới phiên bản mới mà sao hết được rồi hay ta. Xanh lắm. Hết mình vô mình nhìn cái là biết liền à. Mình thì không pro nhất game này nhưng mà mới vô mà khi mà mình chưa bị lỗi đó, hoặc là chưa bị tông đó, không bao giờ có chuyện bỏ mình xa như vậy đó. Pro cửa nào cũng bỏ mình được xíu thôi. Kể cả chạy âm chiến ca. Giống như cái bạn mà chạy kế mình lúc nãy á. Không có chuyện bỏ mà giọt cái vèo bỏ mình như vậy á. Mấy thằng cua này nè. Nãy mấy cái đoạn cua này hình như mình lên được xíu đối với chúng nó. Đó, thấy đó, thấy giờ, thấy giờ, thấy rồi đó. Cái đoạn này thẳng quá. Ghê. À, không được. Nhanh quá. Trận này kiểu như mình đi là mình chạy theo làm trọng tài thôi, hay thì nói solo thôi. Mình là làm trọng tài thôi, không có tuổi. Nó bọt lẻo quá. Còn khách nó chạy này. Biết rip rồi luôn. Quái đạn thiệt. Khách mà nó còn biết cua rip các kiểu luôn. Không biết mấy skill nâng cao như sếp liêu liêu thôi. Nên là nó biết cua luôn nè. À, cua gọn vậy luôn. Mà sao tụi nó hách kiểu gì nhìn kín vậy luôn. Nhìn cái tốc độ nó không tăng. Tốc độ, cái chỉ số tốc độ không tăng nhưng mà nhanh vãi luôn. Hách kín vậy. Mấy bạn nhìn không biết là như không hách luôn. Nhưng mà sự nhanh vãi, chỗ nó chạy nhanh như điên. Vãi cả đàn. Ủa xanh chạy tông các kiểu là điểu 1 phút 3. Không cần skill gì luôn. Đỉnh vãi. Tao quầy. Mới phiên bản mới mà hết được rồi. Đố cam được biết có bị khó không? Ai cho lên clip mà nó lên clip đồ. Hai bẻ cổ luôn. Gắt gắt á. Mấy bạn nói vậy là mấy bạn phải nói là đua ghê trong đó, không phải giỡn đâu mấy bạn. Trên này thì mình bị thua là bình thường rồi. Bị tông hay là bị gì là thua liền à. Cái này đủ ghế. Trên đầu mùa nữa chứ. Một ba lắng quá đẹp. Các bạn cua muốn lên đó là phải ôm cua sát hơn tụi nó là ủ cái đít gì đó tụi nó là lên liền. Chứ đừng có chơi mà chạy tiêu tống. Rồi đã. À mới lỗi cái mà thấy thằng nào lóc ló ló rồi ghê vậy. Tắt này cua chẩn này.
Hiểu anh này. Quá đẹp. Cái này là bình thường thôi. Mấy bạn nói mình ngại quá. Mới vô là rùa động cơ luôn. Nháy đèn các kiểu. Nháy đèn đi mấy đứa, bật đèn lên. Ở cái góc phải phía dưới á, nó có hai cái, một cái đèn một cái tiếng động cơ. Cái mới, các bạn có thể thử vô trước khi đua. Hù tụi nó cho vui. Hộ báo tí. Đó, đúp xe đúp là nó hiện nha các bạn. Ngày trước thì đúp xe đúp nó không hiện skill, bây giờ nó hiện rồi nha. Đúp xe đúp thì nó tốc độ nó sẽ nhanh hơn xe đúp 4 km, sao 4 hay 5 ta, mà phải có mấy tỳ khúc cả mới làm được. Lỗi nhà. Em đi chôn. Đó, nó hiện duy trì Nitro. Các bạn cứ bước theo mình là duy trì Nitro nha. Đúp xe đúp nè. Giờ duy trì Nitro nè. Đó. Theo bước bây giờ. Bây giờ nó đếm luôn thì là các bạn nhìn mình đó, các bạn dễ dàng tập theo. Cái việc bút kéo dài thời gian mini bút khá đơn giản. Lòng bút kéo dài thời gian Nitro. Cái xe này cảm giác nó nặng luôn. Thật ra mấy cái khúc bè cảm giác nó rớt xuống nhanh vãi luôn. Tụi mày không chạy bên kia đi. Lúc tụi mình muốn chạy bên này thì nó lại chạy bên này. Đổi hướng yếu quá hả? Sao đổi hướng lại mình được? Bẻ cua vô gòn quái đó luôn. Con xe đổi hướng cao mấy cái chỗ đó lợi bản. Nhắc tè ta. Sợ mít mất cái lục. Này đua ranh chứ không phải là trên map. Trên map thì cứ đua liều mạng thôi, còn đua ranh thì nó phải chính xác, không lỗi. Mình thấy mình khởi động 1-2 boost nhanh vẫn bình thường mà ta, mà nhiều bạn, một số bạn comment trên kênh bảo là khởi động 1-2 boost đang nó bị gì lỗi, khó làm gì đó. Mình thấy bình thường mà ta. Mình khởi động nhanh vãi đạn luôn. Vẫn là bình thường như thường. Có gì đâu. Di chuyển Nitro nha các bạn. Bút kéo dài thời gian Nitro là sờ. Mình sẽ nói là di chuyển Nitro. Như game mới nói luôn. Anh nào chưa biết kỹ thuật này thì coi lại clip cái bút kéo dài thời gian Nitro của mình nha. Trong phần cẩm năng kỹ năng Z-Speed Mobile trên kênh đó. Và một số kỹ thuật nâng cao khác nữa.
Đèn map này dưới nước, bố béo nó thổi lưng che đường quá ra luôn. Ok,